Cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Chào. Hôm nay mấy anh em đi ra ngoài đất ruộng để dân tay lưới cá lồng tông bà cô chú ơi. Này là dân cá lồng tông bay. Đâu không có ai dân chứ. Không phải, cái đó là dây gì đó. Mời cả nhà mình đi dân lưới cùng nha. Okay. Chị mới được không? Lấy lỡ đúng không? Hôm nay thì đi chung với anh Út, chị Út với chị Năm. Chị Năm thích bắt cá lắm, hôm mà đi bắt cá là chuẩn bị áo lại để mà đi trước. Không con, chỉ mình nên... Để con xuống nữa. Con xuống nữa hả? Con xuống rồi con lại bung ra ngoài đi. Cái này là kiếm bữa chiều đó. Giờ này cũng trưa rồi. Cái này được dân buổi sáng thì nó sẽ im hơn. Rồi mình đi dài qua đó thì lội lên đó hai con nhút. Đâu? Có đám con nhút nữa hả? Mình đọc bọc theo luôn đi. Đi đó, đi dài đánh luôn đi. Ây, à. Dép ông dục đâu được đây nha. Để đi chút nữa vô lụm luôn. Để họ đi vòng đường kia qua, bỏ dép đi ra ngoài lại. Lát mình còn đi thăm lứ nữa mà. Lên trên này lại để lội dưới con hồi bả không, dính lứ con hồi lên gỡ bả chứ không gỡ cá đó. Ủa cái này đất gì mà nó có một lỗ hủng nước không vậy anh Út? Cái này hủng có nước mà trồng sen đó chứ. Ồ, tay lưới cũng dài ghê ha. Chỉ là dân có cái dũng này được thôi chứ chỗ nào mà dân được nữa đâu. Bên đó nữa hả? Quá trời. Này có bé Nhí đi theo nữa nè. Bên đây có một cua cho. Có cua sao? Ở bên đây cũng vậy. Có rau muống. Gì cũng cho nữa ha. Nè, bên đây không thấy đâu muốn nè. Chúng ta để quên. Sậu không nói nghe. Không có sâu đâu, lúc đầu không à. Dí sụp hầm rồi đã. Đâu có sâu đâu, lúc đầu à. Ôi, cái vụ này sâu rồi, đi xuống dưới sâu đó. Ok. Đáng hả, bật cái vòng à. Xuống thử liền. Mẹ mày. Hâu ơi. Có cây đó không ơi, dụng cái cây đứng tra lại. Rồi mới đây hết tay rồi đó. Bây giờ mấy anh em xúm nhau đi hái rau. Rồi chút nữa là đảo về thăm là được. Kiếm cây. Ui dạ. Đi lại đó đi. Mình đi đắng hái rau. Cạn hơi sao ông Tâm? Cạn hơi sao? Không lỡ chứ. Vậy là ở đây là múc lấy đất hành hầm nhóc hết trơn. Ở bên đó vườn mít hay gì ta? Vườn mít đất. Mít đất hả? Mít đất là gì? Hả? Mít đất là gì? Không biết nữa. Có nhiều đâu, có 120 triệu sống. Đi qua đây nè Dí ơi. Đi ra đây nè con. Thôi mình hành trình đi hái rau. Từ thiện. Cái rau con từ thiện đó. Nhờ có cái bờ này cũng dễ đi ha. U. Đây có gà nhút nè. Này gà nhút Thái nè anh Út ơi. Gà nhút Thái kìa, tốt thì ghê. Bò phượt nguyên một đám luôn. Lúc trước á có cái đợt mà
hút cái phần rau nhút thái này nè, ai cũng trồng hết trơn, trồng rồi cái bán không được, ta cũng ruộng bỏ nhóc. Cái này là mình chỉ hái được cái đọt nhỏ mình ăn thôi. Bữa nay là đi bắt cá ha. Thôi đi bắt cá sao không bắt cá gì trơn, lội trên bờ không. Ôi gì vậy, sụp lỗ sụp lỗ sụp lỗ sụp lỗ sụp lỗ hả? Đi từ từ. Bên đây có rau rau muống. Công nhận rau nhút thái này nó dễ phát triển ghê luôn. Nó là mặn nhất rồi. Nhưng mà nó cứng quá, tràn cứng. Ở trên bờ mà nước thì nó non. Đâu không đi qua đó thấy rau muống gì đâu. Ê nè, đó đây nè. Ừ, cứ đó thấy đi, mới rau muống đồng đi vậy thôi chiều mình là có món đặc biệt rau nhút. Rau nhút rau muống. Vợ chồng nhiều người coi dữ rồi ta. Trời trời thấy ngộ ngộ nha. Không, nhân vật chính người ta chỉ tập trung người ta dòm thôi chứ không có mận. Lên cấp chánh luôn rồi chứ này à, gì? Quả rồi. Nổi luôn rồi. Con yêu quá, con đi đường kia. Con yêu à. Nói chứ chị Năm rất thích đi ra đồng. Hô đi ra đồng là sửa soạn nón áo đồ sẵn sàng, hô tiếng đi là đi liền. Cái hầm này hơi bị sâu à. Sâu lắm. Hết chứ sâu rồi. Vừa mình thấy vòng vòng má ra sâu quá, giới không được. Ở bên đây cũng non quá trời luôn. Giờ đất này là bỏ đâu có mần gì nữa anh Nam anh Út. Đất này giờ trồng rau nhút. Rau nhút này bỏ luôn chứ bán đâu có được đâu. Ta trồng chủ yếu là cho bà con ăn, ăn bán buôn gì bỏ gì nè. Cái đọt này cộng nhìn thấy thèm thiệt á, nhưng mà mình ăn được có chút xíu thôi, chút xíu à. Non ghê nhưng mình ăn được cái tượng. Cái con nhút này trồng là như là hết luôn cái xóm này luôn. Cứng có gì ăn thoải mái, không ai la gầy nữa. Hái sâu xuống nó cứng ngắt à. Cái này là chỉ ăn được cái đọt thôi chứ phần lá ăn cũng không được. Được, non non ăn được. Tay này người ta giàu có rồi, người ta trồng nó bỏ rồi cho bà con ăn. Dạ. Bởi vì anh Út nói là rau nhút từ thiện. Tay mình ta giàu dữ lắm. Cái rau nhút thái này nó khác với rau nhút mình. Ừ. Nó đó, có rau nhút rồi đó nó ngon rồi sao ra đó được chạy. Nó có màu tím. À, anh em đi thăm lứ. À, chị Út với bé Nhí đồ ở đằng cái bóng cây đắng cho mát rồi. Trong khi ngồi chờ hầm thì thấy cái hầm ở đằng kia cá lồng tông nó nhèo lên quá trời luôn, bây giờ chạy riết qua đây cuốn đi qua bánh văng. Ôi không dính nhóc hết trơn nè. Ui ai nó không dính đâu. Được giờ này giờ là cũng món lạ lạ cho mời cả nhà mình ăn coi. Suy nghĩ được món gì lạ chưa? Thôi về nhà đi là bí mật không dám nói ra. Bí mật cơ. Ừ, nói ra nó hết ngon rồi. Nó không còn gì để con nữa. Rồi cũng nheo đậu hết trơn ha. Bởi vì giờ này nắng quá. Giờ này nắng quá nắng. Cá lồng tông này là phải chăng trời mát mới được. Thôi khúc này không có rồi. Có bình thường quá. Chỉ ghét qua bên kia anh Út ơi. Thấy bên kia là thấy phát mê rồi đó. Bên kia một cái gì thế. Lì cũng phái lội theo nữa kìa. Ừ, khoái lắm. Nước rồi khoái đó. Con nhà nông mà. Không giống lòng, không giống cánh hả? Ừ. Khúc này thưa quá, quýnh thưa quá, hoàng khúc cánh. Rồi, lôi lứ luôn. Nó dột rồi, dột cài à. Thôi, này ít quá à. Hơi rắn này dính nó mới tham. Hồ á là hồ Út bữa nay lặn đi qua, lặn đi ra đồng, lặn văn lứ là sáng là tranh thủ rồi đó. Cái gì vậy? Có con gì á? Cua hả? Có không? Có cua không? Không, nó xíu à. Có không? Nhà nó xíu à. Khúc rắn nhiều, dính nhiều đó. Này ít lại à. Với lại với sao không? Giấc này trời nắng. Không, cái cá này dính khúc rắn nhiều đó. Cái hang này, cái hang cua này.
Rồi đi qua bên kia, gỡ cái phần này xong rồi cái mình văng xuống nữa. Cái gì vậy? Có xíu à. Đúng đúng gì cứng cứng đây nè. Kiếm được con đó cá mà con ơi, con nhà ơi. Thật quá. Kiếm thêm mới được. Chiều nay phải cho đủ món mới được. Ừ. Hai chị em gỡ. Nhờ có cái bóng cây này nó đỡ biết nhiêu nói. Trời ơi. Tông bự bự không à. Đây cái hầm bên đây nè. À, anh Út dắt này đi xuống đùa đùa gao nhúc lặn mình văng. Nãy giờ nổi nheo đậu hết trơn. Chị Út kêu ông Tâm ơi đi qua bến cuốn đi, ghét ghét lần đem qua đây. Bây giờ thôi cái mình văng nó mí đó lại đây. Vô gió dậm dậm cho nó ra. Đuổi không? Ừ vô dậm ra. Dí. Dí, dí. Nói chứ không không thích đi bắt cá chứ ra gặp rồi cũng mê nữa. Ừ. Gớt. Thường thường á cá này dính vô là ta vũ cái là ga này mình vũ nó không ra. Nó bự. Cá nó bự. Bự nó không gớt mà nó gỡ. Ôi ôi gió nó mát. Này vô chổng lấy ký than ra đây nướng cá hồng tông ăn luôn ha, ha, Lì ơi. Được không? Chịu không Lì? Chịu quốc. Không? Quốc. Quốc. Giờ làm món mới cá lòng tông thường ta mặn ta làm đủ món cho hôm nay mình nướng chui đi. Nướng gom. Dân dính gì nhiều để nguyên tay lướt nướng luôn. Lấy luôn. Gom cháo vô. Ừ ra hả tao cho bay mượn tao lứ bay văn rồi 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 tao lứ lâu tiêu luôn rồi nướng. Cá không thấy mà lứ cũng không thấy luôn. Gỡ tao nướng luôn, nướng luôn. Để nó nướng luôn. Con cá nó bị kẹt cái đầu nè má. Kẹt rút ra. Nhờ ở đây có gió hiu 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 nó khỏe. Chứ hồi này hồi nè nắng mà không có chỗ trốn thôi thôi. Bởi gì? Biết cỡ không? Biết. Con kẹt cái đầu con biết mà. Còn mấy con nữa hết rồi. Chợ em gầm hì hì không biết chỉ mưa nữa. Nheo nheo rồi kìa. Giờ dí nó đi. Từ từ. Dí ra cái này là tới mấy bậy lần đó. Nè cây nè, cắm không? Cái tay con nhúc được rồi. Chào cả nhà văn lần hai nha. Đừng kiếm mà đủ mọi mới được. Nhiều một món rồi độc lạ. Giờ bủa vòng vòng cái hầm này nè. Ở trong kia là bịch con nhúc hết nửa hầm rồi. Mấy đây giờ một cái gì thấy mắc mê trời. Bắt cá năm. Hả? Bắt cá. Mò lặn. Sao hả? Có không? Vậy là lứ này là bủa là dây giáp cái hầm này là vừa đó. Bạn nhiêu con nhút bữa luôn không? Chi? Làm như trong đó bữa rồi thôi rồi sao gỡ. Dính nhiều quá rồi sao mình gỡ. Thì ngồi vô đưa ông Sáu. Ngồi cứu ông bắt cá lồng tông nướng chui nướng luôn tay lưới. Điện ra ngoài đang họ kiến lửa. Con cá làm gì? Con cá thật gần cô đâu đây. Cái tập này nè. Ê. Con đẻ.
đen cho tròn. Đó ăn kiếm ăn đâu vậy? Bởi vậy kiếm ăn đâu vậy? Ta tới nỗi mà nói mà muốn ăn là phải lăn vào bếp nữa này, huống chi là đi kiếm này. Không mới làm cá xong rồi mà. Cái làm heo mà mới làm cắt cái đuôi nó rồi đó. Không có chà bạc cái rắn đó ba. Mệt quá mệt. Dính là hả? Hả? Kìa kìa kìa, mới đó dính này kìa. Trời ơi, chưa kịp văng xong tay lưới nữa. Thấy con nào đâu? Kìa, thấy không? Đậu anh Út đi đuổi nè. Văng ai? Cá ở trong nó quảng hồn hết trơn. Đủ cá rồi đó. Tối nay chắc nó ngủ ngon lắm đây. Giật mình. À là nó góp một chút xíu rồi nó lặn vô hết hay gì? Chết vô được. Đâu bung ra ngoài dữ vậy? Bắt quậy lên nè. Trời ơi trắng tư kìa, nhóc hết trơn luôn rồi kìa chú Út ơi. Dữ lắm rồi kìa. Cái đầu vô nhút ngon rồi nè. Đi ra nó ăn. Nó ba cái rau nhút mà nó rụng 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 lá đó đó. Cái hang kìa mà. Thấy lá rồi. Thăm được chưa Út? Mãi thấy nó nhiều quá trời sao vậy? Ơi có cá kiến kìa. Mãi bu ra nó nhiều ốc nổi giấc này không thấy gì chứ. Được mua em máy bay. Cầu buôn, cầu buôn. Từ dính ba bả con nhút kìa. Mấy con hàm vậy trời. Có không? Có. Có là làm gì không có. Cá tiễn không à? Cá tiễn không bắt lại. Cá tiễn, cá tiễn, cá tiễn. Đó đó là dính lưới, dính cá lựa không à? Không có. Này nhiều hơn nãy. Dính bạnh bạnh không à? Dạ đắng rồi đó ha. Trời ơi, trắng lưới rồi kìa. Đó. Dạ. Có. Nhiều hơn nãy. Nhiều. Này nữa vô được rồi. Nhiều quá là ăn không hết. Chứ không phải nó không chịu dính hả? Rồi rồi đó. Dính có khúc rồi. Thôi, văng không bằng ông Sáu rồi. Thua ông Sáu rồi. Văng nãy là ông Sáu văng rồi. Văng trước rồi. Ừ, nó trình nó phải văng mép vào bên đây là ngon rồi. Ở trên nè. Trời ơi, dính con khúc đầu này à, đầu kia nó không dính chứ nè. Cái này. Đó, đó. Nãy trời nãy đó buổi sáng mà ra văng một cái gì. Ừ. Sáng là văng là ngon. Sáng sớm á. Ừ. Chắc này cá nó rút vô chứ. Rút vô có đá mới đó. Dạ. Đó nó dính khúc nguyên khúc đắng kìa đó. Kìa nguyên khúc đắng kìa. Dạ đó. Một lấy đó anh. Đi mò cua nữa rồi. Lại mò con cua nãy thả hả? Thôi cá bành bành không? Đó, dính nguyên khúc nó luôn đó. Có tiễn rồi à. Cá lựa à, ăn cá bự thôi, cá nhỏ vừa lại đi. Nuôi nào đi? Nuôi nó lại đi. Có nhiều đó. Hồi nãy
mà phải có mà ta lưới mà bổ liền nghe chú. Ừ. Nó động nó cái rồi nó ra cái nó vô liền rồi. Nãy nó nhiều con. Tại mình mắc kẹt đi qua bên kia mình cuốn nồi thời gian cuốn nó đi vô rồi. Đủ ăn rồi. Nhiều quá ăn không hết. Rồi lên gỡ luôn. Vậy. Có cá gì? Cái thưa thưa không à? Mực cá bự. Mực cá bự không à? Được, cái này ăn được. Ăn được. Ăn được chứ chưa không có dư. Ừ. Ăn được chứ không có dư. Chưa để treo lên. Muốn văng lại văng tập mé trong đây nè. Từ rớt lưới á. Cắt ngon mùi trời. Ừ, đừng có lâu quá, lâu quá cái. Cá bự không ạ? À? Ừ, cá bạnh mà anh nói cá lửa không ạ? À? Anh Út không bắt thôi, bắt cá là bắt cá cỡ này nè. Nó đi dính cái đầu. Dính đầu. Tính cầm luôn gì đừng cho gỡ được hả? Cái gì nữa? Kiếm vừa máng lên chứ. Rồi thu ông Sáu ngày hôm qua, ta lưới ông Sáu ngày hôm qua, dần thấy hà. Ừ, giờ chắc tối mà. Cái chiều. Chiều mát phải không? Nó 4 giờ mấy gì đó. Dạ. Lấy gì muốn dân thêm thì dân cục mé đó, cục mé là có đó. Đủ mấy chưa, đủ mới đi vô, còn mấy nè. Còn chớm không? Biết. Chớm thì dân cục mé trên luôn nè. Ô da, cá tươi xanh ngon. Nhiệm vụ của anh Út Văn, còn hai chị em thì gỡ. Lội không? Đập lội không? Chào không? Đập lội đi quên. Thôi không xong rồi. Không xong rồi Đại Dương ơi. Ừ. Mới gỡ mấy con hết trơn rồi. Ừ. Vũ nó ra. Qua nhiều lắm. Còn nửa ký. Một tay đứa nhẹo con hết trơn. Mấy anh em đi tối ngày nay nguyên một buổi chiều luôn. Thành quả được nhiều đây để ông bà cô chú ơi. Cũng được cái chảo khô queo nha. Bây giờ dì sẽ mặn cái phần cá này để mà khô queo. Cái này kêu lái lại căng lên nốt ôi. Quá nhiều. Nhiều quá, ta không dám ăn hả? Đó vậy. Ta mừng sạch rồi. Bây giờ cái phần cá này sẽ kho tiêu nha. Đựng cái gỗ hơi thêm tốn chút xíu. Thấy cái gỗ bự bự chứ có miếng cá. Giờ gì sẽ ướp cá trước cho nó thấm. Cá lòng tông mà nó phải nhỏ chứ con. Rồi né cho mẹ để cái này cái coi. Giờ mẹ ướp cá. Sắc tí xíu gốc củ hành nha. Mình ướp vô cho nó thơm. Sắc nhuyễn luôn. Không có gốc hành lá thì mình bậm tí tỏi với củ hành cũng được nữa. Gốc củ hành. Cho miếng ớt. Xíu hạt nêm. Xíu thịt ngọt.
được. Nước màu rồi, cho miếng nước mắm vô cái nữa, mình trộn đều lên cho nó thấm rồi chút xíu nữa kho. Hôm nay thì cá kho tiêu mình kèm chấm với rau sống nha. Kho sền sệt á, còn nước hơi hơi á, thì đây rũ rau nè, hết hồn luôn. Phần rau nhúc nè, rau muống, thêm cù nèo, bông súng với mớ cải xanh. Chị Út thì đang chiên cá thêm là cá cha phơi một nắng. Đó, cá cha phơi một nắng chiên nha. Công hơn là nửa ngày trời được nhiêu đây nè. Là cơm chín chưa chị? Chín rồi. Chín rồi, em nhắc là cơm xuống luôn. Mình bắt chảo cá lên kho. Lãng tranh thủ mà ăn cơm. Này là nấu cơm củi nha. Này có cơm cháy rồi, để có cơm cháy chưa chị? Để như cơm cháy ăn cháy gì. Thôi đi, mình nhắc cá xuống kho luôn đi, giết lần ăn cơm. Cơm cháy thì để cơm cháy. Rồi chị nhắc cái gạo lên kho giùm em. Cá cá cha. Cá cha nước hồ ăn mẹ đi, để bằng cái gì? Để lâu quá nó khô. Một đống này nè. Chị rồi á. Thôi nhiêu đủ rồi, nó quá nhiều lắm rồi. Nó vàng. Ngon dễ sợ không? Cái đó. Cá cha này mà phơi một nắng á, mình chiên á, cái da nó giòn. Mà đặc biệt chiên cái này cái da nó nổ dữ lắm. Ôi ôi nó ngon. Cái chảo giang này sôi hết thấy con cá luôn. Được rồi chị, chiên nhiều chứ hả? Đúng rồi, ăn trời, ăn đi. Ôi, cho hành vô đi. Chừa nước sệt sệt, lẫn chút nữa chấm rau chứ không gì. Chứ cái này kho quéo thì nó ngon. Cho miếng tiêu vô nữa, cho thơm. Này vừa ớt mà vừa tiêu một cái nữa. Rồi cho nhắc xuống luôn. Cơm chín rồi, chị xin mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn cơm với mấy anh em Diền luôn nha. Thì hôm nay là ăn với cá lòng tông kho tiêu, thêm món là cá cha ướp xả ớt phơi một nắng chiên thơm cực kỳ luôn. Ăn kèm với rau sống, rau nhúc, rau muống, bông súng với cù nèo. Rồi ăn cơm thôi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cô chú ăn cơm. Rồi mời cô chú ăn cơm luôn. Cơm đi ăn cơm đi lũng. Cơm đi không, bữa nay lì đi bắt cho lũng ăn. Lì á thì đi chơi rồi. Con quá ngon. Quá ngon. Quảng cáo quá ngon. Hôm nay là dự định là sẽ làm cái món thật là đặc biệt, nhưng mà là không có cá, cho nên là phải đổi chiến lược là kho tiêu. Cái này mình chấm ra sống luôn. À, vì là ngon rồi, vì là hết sảy rồi. Ăn nhiều nhiều vô đi con. Đừng mắc cỡ nha. Cỡ đói đó. Thôi, nước kẹo nẹo luôn. Cứ việc tự nhiên đi. Trời ơi, cá còn sống nhảy. Chụp lại được đó. Mà ăn là đẹp nhé. Cà thịt không hà ăn ơi. Ăn con, ngon lắm. Phái cặp xương. Không ăn. Sao không ăn kỳ trời. Qua nhà tôi mắc cỡ gì không? Vừa ăn luôn á. Ngon. Ngon không? Ngon. Tôi muối cho nó mặn đó rồi sao không mặn. Ủa anh muối hả? Muối thêm cho mặn á. Anh đi đi qua đây là nói sao ta, phải gặp là đối thủ là cái đầu bếp chính luôn á. Món gì cũng biết chân, ngồi một hồi là nói đâu cả chục món á, mà
món nào cũng thấy thèm hết á. Nhíu khoái chảo hồ queo rồi đó. Còn gì con khoái chảo hồ queo là ngon. Dễ gì có cá là ăn ngon con. Dễ gì? Đập bay là số 1. Chỉ dễ ăn ha. Dễ lắm, gì cũng ăn được hết trời. Này cá là không ăn đâu. Mời, mời đại gia đình mình ăn rau muống đồng nha. Đồng. Muống đồng. Tôi muốn ngoài đồng đó nghe mới thấy. Muống đồng thiệt à. Muống đồng thiệt. Chứ không có lương đâu à. Không, mày dám muống đồng không? Bữa nay mình không có cá thì mình lộn rau đi. Bữa nào có cá thì mình ăn bù. Các bạn cùng lại đi. À, để chén cơm đi, cho ông Huy Phiên nấu ăn cơm đó. Bữa hồi cũng đói ông mệt lắm à. Cả nước giải à. Không, cá này ngon thì không. Xả. Con nào món hơi lúa lúa gì mà cũng được. Có cái gì mà ăn cơm bữa cơm nó vui bằng anh em mà nó hòa thuận mà thôi vậy là nó mới ngon nè. Dạ. Ừ. Vậy là mới đúng cách là dù cho mình ăn với cái gì cũng đi chăng nữa, kho queo kho quạt mà vui vẻ gì là nó là nó ngon à. Không cứ cái gì cũng vậy hết. À, đang muốn kia lắm. Xíu. Hôm nay dự định là kiếm vào cho nhiều. Đúng rồi. Trời tính ớt rồi, tính không qua trời luôn. Ờ, đúng rồi, thiên thời địa lợi hỏi tại ai. Thôi bây giờ đó là giấu cái món đó luôn đi, đừng có nói nghe, nói là mắc cỡ chết à. Cây rồng muốn động ăn cũng thơm à. Dạ. Bánh trần cũng thơm. Ăn cao rồi. Ghê không? Ở nhà quê là mình ăn gì không là nó ngon. Ăn gì nhà quê là ăn gì không chứ ăn gì giờ. Ngon. Nói cho tìm mình ở đây dễ bắt cá anh Út ơi. Ừ. Mấy chỗ khác á đâu có thể nào mà đi chút xíu ra động người mà có cá vô kho queo. Khó đâu, khó lắm. Dạ. Ở mình tay mình tay là dễ nhất, dễ sống nhất. Ở mình tay mình đang thấy là cộng gì đúng không chưa nè. Không quê rồi, không uống mà, không lòng. Nó hái vậy cũng ngon, có ngon. Cái gì nó mới ngon? Nó lựa. Trời ơi, hái lựa đó. Không lựa. Người thí vô thí. Là ai ăn? Thí vô thí đi. Có gì đâu. Thấy ăn như bò ăn. Mà thiệt. Em nói không phải chứ. Ai đi á, bẻ rau muống thì thấy thèm. Chứ để mà ông Hoàng em mà đi bẻ rau muống rồi là vô là muốn ăn chết liền luôn. Trời ơi. Y gan như bò gặm vậy đó. Thế ít khi nào mà em mượn ông đi thấy rau lắm. Nó gọi tao đứng quay rồi còn bìa xấu tao nữa. Ăn lựa lựa nó hái lựa nó ngon. Dạ. Ăn súng ngon. Ngon hả? Dạ. Nghe bụng súng không? Ừ nó mát. Nó mát vô mát da. Ừ. Khoai còn muốn nè. Cá này nè ngon quá chứ mấy ai gấp cho không đâu. Không ai ăn chạy. Từ từ tới. Thì hôm nay á mấy anh em cầm tay lưới ra ngoài đồng dân thì kiếm cũng được mớ cá và làm bữa cơm thân mật ăn gia đình. Giờ thì Diện cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye.